Bữa nay là mùng 6 tháng 8 mà bắt đầu tại cơ sở Phước Thiện khởi việc để gói bánh hiến lễ Phật Mẫu Hội Yến Diêu Trì Cung. Tất cả các anh em hôm nay vô là làm khởi công việc, làm những cái công việc như dựng nhà, rồi cái sàn gút nếp, chuẩn bị đầu lò, dọn dẹp nhà cửa. Rồi bắt đầu mùng 8 là làm nếp, làm đậu, mùng 10 là làm lá, ngày 13 là phải hoàn tất những công việc như lá, đậu, nếp, tối 13 bắt đầu gói. Xong rồi sáng gói bao nhiêu bánh chị biết không chị? Hiện tại bây giờ chưa biết được nếp thầy bà con đồng đạo hiến bao nhiêu thì mình sẽ làm bao nhiêu. Nhưng mà dự định chắc cũng phải từ khoảng 300 ký nếp. Vậy là mấy mình bắt đầu gói chị? Dạ, chiều 13 bắt đầu gói. Tối khoảng 5 giờ chiều 13 bắt đầu gói. Là mình gói tới sáng 14, trưa 14 là phải hoàn tất. Đó là năm nay á, do tình hình dịch bệnh khó khăn, tình hình chung nên năm nay là những cái gian hàng triển lãm là chỉ có nội trong tỉnh Tây Ninh, không có các tỉnh, không có về. Nhưng mà đồng đạo thì vẫn được về dự lễ bình thường, rồng nhang, tứ linh vẫn múa bình thường, tổ tiên nữa. Vậy là lễ hội yến vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà trong phạm vi của tỉnh lễ hội yến vẫn hoạt động bình thường, trong phạm vi của tỉnh thôi.